Kính chào quý khách. Thì đây là động cơ sạc vô 200W. Thì bên shop mình á, rất là nhiều cái động cơ sạc vô 200W, 400W, 750W là những cái dòng phổ thông á, công suất thấp, phù hợp cho việc chế những cái việc nhỏ như là chạy thuyền mini. Chạy thuyền mini thì nếu mà thuyền câu á, thì các bạn xài khoảng 400W tới 750W nha. 200W thì nó hơi yếu. 200W thì có thể chế được những cái chế qua hộp giảm tốc á, thì chế được những ứng dụng mà có lực kéo cao hơn một chút. 200W mà mình chạy qua cái IC xe đạp điện á, thì tua nó đang ra khoảng 800 vòng trên một phút. Và động cơ này là động cơ chống nước nha. Chống nước IP65. Tùy cái có nha, tùy cái trên cái tem có ghi. Nè, IP65 thì chống nước nha. Các bạn để ngoài trời hay là không sao cả, mưa hay không sao cả. Thì động cơ sạc vô này bản thân nó thì có cái mô men xoắn á, có cái lực kéo á, lực kéo thì khỏe trong tầm cái công suất của nó và chạy rất là bền nha các bạn. Các bạn có thể cho nó chạy liên tục 24/7 cũng được, nhưng mà với điều kiện là cái tải á, phải đạt khoảng 90% đổ lại thôi. Chứ tải các bạn cho chạy mà maximum tải luôn hoặc là quá tải á, thì nó chạy 24/7 thì nó chạy không nổi. Thì ưu điểm là vậy, ưu điểm là những động cơ sạc vô này là như vậy. Mô men xoắn khỏe, nhỏ gọn, dễ chế vào những ứng dụng. Thì có một khách á, hỏi chế về để mấy khoang bàn á. Mấy khoang bàn thì các bạn nên dùng 750W á. Tầm đó đó thì nó mới khỏe, nó mới khoan được những cái mũi cao, những cái mũi giống như là 8, 10 chẳng hạn. Và do điều chỉnh được tốc độ một cách dễ dàng và đảo chiều cho nên nó có nhiều ứng dụng hơn. Nó có nhiều ứng dụng. Mà ứng dụng thấy phổ biến nhất là chế thuyền câu á, thì những động cơ này thì được. Còn mà chế vào xe đạp điện thì các bạn nên chọn những cái công suất cao hơn một chút, như là 1 kW, 2 kW chẳng hạn, thì chế vào xe đạp điện rất là phù hợp, chạy 5 bình, 5 bình 60V. Thì bên mình đang sale những cái combo như vậy nè, những combo như vậy. Giá trên sàn niêm yết, giá trên sàn Shopee hoặc Lazada thì 600 luôn ship, nhưng mà mình đang sale xuống còn 550 luôn ship một bộ như vậy, có bảo hành 6 tháng. Ok, bạn nào có ứng dụng, có những cái nhu cầu thì inbox mình nha, lấy hai bộ thì giá rẻ hơn nữa.